Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với Bình Định. 16 giờ ngày 27 tháng 7, vòng 15 giải hạng nhất quốc gia, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chạm một tay vào ngôi vô địch hạng nhất quốc gia 2019 khi họ bỏ xa phần còn lại của giải đấu. Nếu tính tới trước vòng 15, đội bóng xứ Nghệ đang đứng đầu trên bảng tổng sắp với thành tích 10 thắng, hòa 2 và thua 2, có được 32 điểm và hơn đội xếp thứ 2 Phố Hiến tới 5 điểm. Vẫn biết League 2 vẫn còn tới 8 vòng đấu nữa mới kết thúc, nhưng nhìn vào phong độ không thể ngăn cản của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, người hâm mộ đội bóng miền Trung đã có thể yên tâm nghĩ về chiếc cúp vô địch cũng như một tấm vé thăng hạng lên chơi tại V-League mùa tới. Trở lại với vòng 15, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức tự tin sẽ giành trọn 3 điểm qua đó củng cố ngôi đầu. Dễ hiểu bởi đây là trận đấu họ được chơi trên sân nhà Hà Tĩnh. Cũng cần lưu ý, đối thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận này chỉ là đội bóng đang khủng hoảng Bình Định. Trái với hình ảnh ấn tượng của đối thủ, Bình Định đang thể hiện bộ mặt nhợt nhạt tại League 2 2019. Sau 14 lượt trận, đội bóng Thành Quy Nhơn mới thắng 3, hòa 4 và thua tới 7 trận, hiện xếp ở vị trí áp chót trên bảng tổng sắp. Ngoài phong độ thua kém, lịch sử đối đầu cũng chỉ ra Bình Định không phải đối thủ có thể gây khó khăn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cụ thể, họ mới hòa 1 và thua 2 trong số 3 trận đụng độ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại League 2. Trong 2 trận thua phải nhận, Bình Định thủng lưới tới 8 bàn thua và chỉ có được 1 bàn thắng danh dự.